Dạ vâng. Bạn Đinh Thiệp bạn ấy hỏi là anh Hoàng có muốn chơi dầu ăn không? Chơi dầu ăn? Không. Không. Bát chuột hồng đây, đợi thì chúng mình lấy bát chuột hồng nhá. Cũng có tông hồng mà đúng không? Hơi bẩn đây, đừng dơ lên. Uầy, AK luôn. Chơi luôn chị ơi. Em không muốn đâu, trời ơi. Xin chào anh em đã quay trở lại với buổi livestream của chúng mình ngày hôm nay. Và anh em có thể thấy hơi lạ kỳ một chút là hôm nay có vẻ chúng mình là livestream vào buổi thứ 6. Thì từ bây giờ là chúng mình xin thông báo, chúng mình sẽ không livestream vào tối thứ 7 nữa, mà sẽ là tối thứ 6 anh em nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ có một bộ PC như thế nào chị nhỉ? Rồi, đấy các bạn nhìn thấy trên này full phụ kiện toàn là màu hồng với cả màu trắng đúng không? Ngày hôm nay chúng mình sẽ có một nhóm nhạc PC ở đây. Với full màu sắc ở đây sẽ là trắng hồng. Rồi. Hồng rất là dễ thương pastel đúng không? Vâng, rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu build bộ PC này nhé. Hôm nay chúng ta sử dụng là phiên bản chip mainboard. Đây là chip mainboard của ETX này. Cho nên là sẽ có vỏ cây là NR200P, phiên bản màu hồng mới ra của Cooler Master. Mình lưu ý với các bạn, đây là một setup nhá. Tức là bao gồm cả, thứ nhất là bộ PC này, và cả màn hình, cả chuột, cả bàn phím, tất cả mọi thứ nữa. Và bây giờ thì chị Phương hãy mở cái hộp CPU này ra và hãy gọi là gắn CPU vào nhá. Chiếc gaming GF63, nếu mà anh em có đủ tiền thì mua chiếc máy đấy cũng được. Thì gaming mới đi thì nó sẽ bị hơi đuối một chút về chất lượng build, và nhưng mà hiệu năng thì vẫn tương đối là ổn. Bây giờ thì mình mở cái CPU ra và chị hãy gắn nó vào nhá. Bây giờ chị mở cái socket ra đi. Socket năm nay hơi mới một chút. Trời, lâu lâu không lắp quên rồi em ạ. Đây, cái này là mới ạ, đúng rồi ạ. Rồi, đây là CPU i5 này, i5 12600K. Và CPU này thì đó là 10 nhân, vâng, 10 nhân 16 luồng. Trong đó thì chúng ta sẽ còn có, đó chính là những cái nhân tương đối là đây rồi, đó. Đã bung lên. Bung lên, đấy. Đây anh ơi. Đây, cẩn thận, thấy chưa? Bó cẩn, rất là bó cẩn. Phải cẩn thận chứ, toàn đồ đắt tiền em ơi. Rồi, CPU đã vào rồi, tiếp theo là gì chị nhỉ? À, tiếp theo là RAM. Tiếp theo là RAM, đúng rồi. Đây, và chúng ta sẽ có thanh RAM. Đây là sẽ là hai thanh đến từ hãng gì chị nhỉ? Kingston, đây là Kingston Fury DDR5 và có bus là 5200. Đây là 16GB một thanh chị ạ. 16GB một thanh luôn. Vâng. Đấy chị. Mình sẽ lắp vào khe nào trước hả em? Khe ngoài này chị ạ. Ưu tiên khe ngoài đấy. Không, cái thứ là mainboard ETX thì cũng không quá là ưu tiên, mà chúng ta ưu tiên khe ngoài bởi vì là nếu mà không lắp khe ngoài thì không thể nào mà lắp tản nhiệt được. Chưa chị ạ. Bên này vẫn chưa vào này. Chị dùng hết tất cả lực bình sinh, tất cả những cân nặng của chị đẩn hết vào đấy. Ồ, toàn được rồi đúng không ạ? Được chưa? Hai bên. Yeah, được rồi. Và đây sẽ là ổ cứng SSD, nó sẽ gắn vào khu vực này, khu vực switch này. Thì chị có thể mở cái này ra cho em được không? Nhờ cái bộ kit Xiaomi. 100 triệu tại sao lại build với i5? Thực ra cái bộ PC này không là 100 triệu, nó khoảng tầm vào mức giá tầm 60 tới 70 triệu thôi. Và cái 100 triệu bao gồm tất cả những thứ khác, ví dụ như tai nghe này, chuột, bàn phím và màn hình nữa. Đây là một setup mà. Đâu không? Đây nhá. Chị gắn vào. Ẩn vào. Đấy, xong. Hiếu Thái Minh hỏi là 3070 với 3060 Ti thì nên lựa chọn con nào? Thì mình nghĩ rằng là nếu mà anh em còn tùy vào độ phân giải và còn tùy vào cái tựa game mà anh em chơi thì tại vì bây giờ độ chênh lệch giữa hai cái con đấy là khoảng tầm từ 3 tới 4 triệu. Anh em có tiền thì anh em cứ chọn mà mua thôi. Bây giờ thì chị cho quả mình vào đi. Đức Trần hỏi là có vỏ cây nào nhỏ mà lắp được VGA 3 fan? Đây. NR200 lắp được cả màn hình 3 fan. Đây, để em đỡ bên này cho chị nhá. Chiều này không tận tay. Bảo ra bảo là em đoán nay máy anh sẽ lắp lên màn hình vì có chị Phương. Đấy, hôm nay là có vẻ như là mọi người đều rất là mong sự may mắn đến từ chị nhá. Professor D hỏi là RX 6600. Theo anh thì con Asus 2 fan với cả Gigabyte 3 fan thì hai con nào ổn áp hơn? Thì theo như mình biết thì con Gigabyte 3 fan cũng tương đối là mát, còn con Asus thì vừa đủ vừa ổn. Nếu mà anh em có thể mua thì hãy mua con Gigabyte 3 fan, một vỏ cây đáp ứng được. Cho em hỏi giá con tản nhiệt trong livestream. Quân Trần hỏi là giá tản nhiệt. Dạ vâng, chiếc tản nhiệt IK này sẽ là 3.389.000. Em học cơ điện thì nên mua laptop tầm giá 30 triệu. Ôi, khó nhỉ? 30 triệu thì sẽ có những lựa chọn rất là ok. Ví dụ Nitro 5 này, hoặc là Legion 5 này. Chị Phương đã làm một video so sánh hai cái chiếc đấy rồi nhỉ? Trên TikTok. Thì chị thấy đánh giá con nào tốt hơn? Nếu mà so về tầm giá thì chắc chắn là nếu mà bạn nào mà có cái tài chính mà nó ít hơn khoảng cỡ 2-3 triệu thì các bạn sẽ chọn Nitro 5. Còn nếu các bạn thực sự muốn đầu tư cho mình những cái xịn, mình bỏ ra thêm một vài triệu nữa thì mình sẽ có thêm những cái chất lượng build này, màn hình rồi hiệu năng các thứ ổn định hơn. Bạn Nguyễn Di tìm trên Facebook, bạn ấy hỏi là giữa i9 11900K với cả i7 12700K thì nên chọn con nào? Bao nhiêu cơ? 12900K và 11700K á? Không,
hai con nhá, một con i9 thế hệ 11 với cả con i7 12 nhỉ. i7 12 sẽ có hiệu năng đơn nhân cao hơn. Hiệu năng đơn nhân cao hơn. Vâng, và đa nhân cũng cao hơn. Nguyễn Cường hỏi là bây giờ đầu tư tầm bao nhiêu tiền để chơi game AA 2K vậy? Thì mình nghĩ rằng là nên khoảng tầm 3060 Ti trở lên để có thể chơi được game AAA 2K. Và cái mức tiền đó thì anh em có thể lựa chọn cùng với cả CPU như là 3600, 5600 hoặc là 11400 hoặc là 11600, 12000. Đó. Và những cái mức CPU cao hơn như thế sẽ tận dụng được tương đối là nhiều với cả chiếc RTX 3070. Bộ làm video thì nên lên 3070 hay là 3060 đủ rồi? Mình nghĩ rằng 3060 đã tương đối là đủ rồi. Và nếu mà bạn Minh Minh mà muốn build PC thì nhiều khi 2060 vẫn ok. Ở trong studio chúng mình đã edit video 4K vẫn dùng được. Tuấn Hoe học trường gì và làm reviewer như anh ạ? Thì mình học trường Đại học Thương mại và mình học quản trị kinh doanh, thế nên là mình làm reviewer cho nó đúng nghề. Đây, đây chị thấy cái mấy cái chỗ này không? Đấy, chị sẽ lắp vào đấy. Chị thấy đúng cái ốc này, đúng cái khe ốc này. Đó, và chị cứ lắp vào. Ok. Muốn PC, mua PC bên Mỹ á, thì thực sự thì cái PC bên Mỹ hơi khó để có thể bạn Khiết Văn thì thực sự mua PC bên Mỹ nó hơi khó để có thể nói, tại vì là cái mức độ đúng rồi, mình không, thứ nhất là chúng mình không ship hàng ra nước ngoài là một này, thứ hai là cái mức độ quy đổi giá nó cũng khác nhau, dẫn tới câu chuyện là mình không thể nào nói trúng cái mức tầm giá mà các bạn cần được. Ôi, người bảo hai chị em mình đẹp đôi này. What the fuck? No. Bạn Lâm Triều, bạn Hải học ở đâu để giỏi việc build PC như kia? Học ở đâu mà? Học YouTube. Trường đại học YouTube.com. Gạch chéo Hà Nội Computer. Các bạn Đinh Thiệp, bạn ấy hỏi là anh Hoàng có muốn chơi dầu ăn không? Chơi dầu ăn không? Không. Tại đấy không hỏi trên livestream bạn nhé, bạn bắt chưa hỏi thì được. Đúng rồi. Mọi người đừng hỏi thế Hoàng ạ. Chị Phương ơi, chị có thể kéo cái màn hình sang một bên được không? Đây, u dồi ôi. Màn hình Gundam 20 củ, 2K, một IPS, độ làm tươi là 165. Rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Wow. Đủ ạ, chị ơi, bạn nhé. Trong lúc mà chị đang hỏi chuyện và nói chuyện thì PC chúng ta đã lên rồi. Trời ơi, em có 10 tỷ em có mua được chị Phương không? Tại sao người lại mua bán tôi, mua bán này, buôn bán người là trái phép đấy các bạn biết không? Có thể bị đi tù ấy. À, có vẻ như là nó đang mất một chút thời gian để có thể vào được. Đây, mình cho brightness lên cao nhất nhá, để cho anh em có thể nhìn thấy. Đây nhá, đây, anh em có thể thấy đây. Đây là frequency là 4500 này. Thử mình xem cho cái nào easy đâu nhỉ. Easy mode F7 này. Rồi, đây, một thanh RAM Kingston này, đã bật XMP này, 5200 này. Và sẽ có, đây là CPU thế hệ thứ 12, i5-12600K. Và đang hiện tại đang chạy là ở tốc độ là 4500, nhưng tí nữa sẽ vào boost lên cao hơn. Và với cái hệ thống này của chúng ta, hiện tại chúng ta đang có đó chính là 35 độ là cho chiếc mainboard. Còn CPU thì chúng ta chưa biết được. Đợi chị. Đấy, lên rồi. Và bây giờ đang hiện tại đây là mình đã cài Windows 11. Và tất nhiên rồi, cái thế hệ thứ 12 là một thế hệ tương đối là tương thích với Windows 11. Và trong tương lai thì trong tuần tới chúng mình sẽ có một cái bài so sánh giữa thế hệ thứ 10 và thế hệ thứ 11. Rồi, đây, Hacom, Windows 11. Hiện tại thì chúng ta đang sử dụng đây là game đây Shadow of Tomb Raider. Và đang ở 2K, độ phân giải là cao nhất. Thì mức FPS đang rơi vào khoảng tầm 100 FPS. Và chúng ta đợi thêm một chút nữa để các scene có thể load lên, các cảnh có thể load lên và xem được mức FPS chuẩn nhất. Cấu hình nhá, đây, tất cả mọi thứ này, đầu tiên là sẽ có CPU này. Chúng ta sẽ có là CPU i5-12600K. Tiếp theo sẽ là một thanh RAM 16GB DDR5, bus là 5200 và có cache latency là 40. Tiếp theo nữa là mainboard có là mainboard Asus ROG Strix Z690i và đây là phiên bản có Wi-Fi. Cái tản nhiệt của CPU hiện tại thì đang là đây là EK AIO 240DRGB và camera hình sẽ là card GeForce RTX 3070 đến từ Gigabyte và đây là phiên bản Vision về màu trắng. Còn cái bộ nguồn mà để chạy chiếc PC này thì là sẽ là bộ nguồn Cooler Master SFX 850W và cái bộ này thì rất là tốt. Và cái vỏ cây thì sẽ là vỏ cây NR200P màu hồng. Màn hình chúng ta sẽ có là màn hình màn hình Asus XG279QG. Và đây là phiên bản Gundam, DG hình như có vẻ như là cho Gundam. Đây là màn hình độ phân giải 2K này. Đấy, cái 170Hz, sử dụng Fast IPS này. Và có độ trễ là 1ms, màu cũng tương đối là chuẩn này. Tiếp theo này,
Tai nghe chúng ta sẽ có là tai nghe của Dairu phiên bản màu hồng này. Cái này là hình như là 600 hay 700 rồi đấy. Và tổng cộng tất cả mọi thứ có mặt trên bàn đây sẽ là 100 triệu. Đó, và có dư khoảng tầm 100 triệu, làm tròn. 100 triệu không có bắt chuột là không có. Không quá nhiều kiến thức. Đây, bắt chuột hồng đây. Đây, bắt chuột hồng. Anh là 100 triệu không có bắt chuột. Bắt chuột hồng đây, đây thì chúng mình lấy bắt chuột hồng nhá. Không có bắt chuột, đây, có rồi nhá. Đấy, bắt chuột rất là cute nha. Cũng cũng có tông hồng mà đúng không? Hơi hơi bình đây, đừng dơ lên. Em sẽ để lên đây chỉ cho hỗ trợ tay. Thôi để em tắt cái game này đi và em ra em bật cap frame nhá. Đó, nhanh chóng. Em mãi không thấy ra vào được gì. Tiếp theo là Far Cry 5 nhá. Mình sẽ vào test Far Cry 5. Đây, và đang ở trong Far Cry 5 thì mọi thứ đang ở Ultra hết. Và đây, anti-aliasing các thứ, các kiểu. Và mình sẽ bấm benchmark là F5. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng xem như nào nhá. Đây rồi, đang chạy ở 2K Ultra là 150fps. Đang lăn quanh tầm đấy, trên 100fps. Và có vẻ như là đây sẽ là một tựa game không phải là một đối thủ với chiếc cảm hình này và bộ PC này. CPU thì đang load rơi khoảng tầm từ 20-40%. Và mức nhiệt độ sau khi mà bỏ cái lớp kính ra thì nó là 50. Ui, chị Phương ơi, chị thử để tay gần đây thôi. 50-60. Ấm á? Ấm à? Ồ, nếu mà anh em build bộ PC này. Đóng lại à? Đóng lại là... À ừ nhờ, mình chưa test load lúc nãy là bao nhiêu. Đây để mình đóng lại nhá. Lại vào nữa đúng rồi. Đóng lại cho nó ấm cúng. Ui, cái kính vừa chạm phát nó vẫn đây, CPU vẫn đang rơi khoảng tầm 70 độ, 60 tới 70 độ và cái kính sờ vào cũng tương đối là nóng. Cảm hình thì đang ở mức 70 độ đây và nó đang load tương đối là nhiều. Ở 100%. Đấy, mức FPS thì cứ lao dao khoảng tầm 130 thôi. Rồi, mức FPS trung bình của tựa game Far Cry 5 là 133 FPS và mức FPS tối thiểu của game này là 112. Vậy là cái bộ PC của chúng ta không hề bị gọi là tụt một chút nào. Và anh em sẽ có một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Hiện tại thì Assassin's Creed Odyssey ở mức độ setting là Ultra 2 và độ phân giải là 2K thì đang đạt được là khoảng tầm 70 FPS. Tức là một FPS ok, chơi được. Nhiệt độ của CPU hiện tại đang là khoảng tầm 70 độ C anh em nhé. Không có ông nào. Ui, AK luôn, chơi luôn chị ơi. Tại sao phải đóng đây sợ hãi nhỉ? Ui, đấy, giết được luôn. Em không muốn đâu, trời ơi. Gigabyte Gaming X. Anh Quốc Phạm hỏi là Gigabyte Gaming X Z690 hay là mới đi Tomahawk thì tốt hơn. Mình đã được nhìn qua và sờ đánh giá chiếc ui, và mồm kinh thực sự. Cái này là nó bắn cả ấy luôn à? Bắn cả đồng đội à? Không chia ra. Bắn hết chưa? Bắn cả con gà chưa? Ôi, sấy mù mắt. Ui. Hello bạn. Ừ. Rồi, thôi thì cái trải nghiệm của chơi game trên chiếc PC này rất là tốt. Chị Vương cảm thấy thế nào về cái bộ PC này? Chị nếu mà chị có tiền và được tặng, được một đại gia nào đấy tặng thì chị cảm thấy. Ủa, hai câu trải nghiệm quan trọng nhau mà nếu có tiền là được lại ra tặng lắm. Đấy, bây giờ đây, nếu có tiền chị có mua không? Nếu có tiền á, nếu mà lương chị có thấy chị thấy đẹp không? Đẹp, đúng không? Chắc chắn là đẹp rồi. Mà bình thường ấy mọi người hay kiểu là chú trọng vào ngoại hình thì nó sẽ không, cái kiểu thiết kế QQ như này thì thường cái hiệu năng nó không được khỏe lắm, nhưng mà con này thì có cả hai đúng không? Vâng. Vừa thiết kế rất là đẹp, rất là bắt mắt, vừa hiệu năng tốt với những bạn là bạn nam cute hoặc là những bạn nữ, mà hiệu năng cũng rất là ổn luôn. Bây giờ thì những cái thành phần này thì sau livestream chúng mình sẽ update là có màn hình nào, cảm hình nào và vỏ cây nào nhá. Nếu anh em cảm thấy video này thực sự cái livestream này rất là hay thì hãy mong chờ sang tuần sau, mỗi tuần thứ 6 chúng mình sẽ livestream. Vào lúc 7 giờ thứ 6 hàng tuần nhá. Và nếu mà anh em thả like và comment thật nhiều thì chị Phương sẽ lên thêm một livestream nữa. Rồi. Và thực sự rất cảm ơn anh em đã xem cái livestream này và hẹn gặp các anh em tại một livestream tiếp theo nhá. Bye anh em.